Và giờ này anh sẽ đọc Kinh Thánh ở trong Giô-sê đoạn 7. Quý ông bà anh chị em có thể theo dõi theo trong đoạn Kinh Thánh này trước khi chúng ta nghe sứ điệp từ lời Chúa do mục sư của chúng ta chia sẻ, là tựa đề là bước đi bằng mắt. Trong Giô-sê đoạn 7 từ câu 1 cho tới câu 9, dân Israel thắp trận trước dân thành Ai. Nhưng dân Israel đã phạm tội bắt trung về các vật đáng bị diệt, vì A-can, con trai của Cạc-mi, cháu của Sát-đi, chắc của Sê-rách, thuộc bộ tộc Giu-đa, đã lấy các vật đáng bị diệt ấy, và cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi bừng với dân Israel. Từ Giê-rô-cô, Giô-sê sai người đến thành A-hi gần Bết-a-ven về phía đông Bê-tên, truyền lệnh rằng: hãy đi lên do thám thành A-hi. Vậy họ đi lên do thám A-hi, rồi họ trở về trình với Giô-sê, không cần đem cả dân chúng đi lên đó, mà chỉ cho khoảng vài ba nghìn người đi lên đó để đánh thành A-hi thôi. Đừng làm cho cả dân chúng nhọc công tốn sức ở đó, vì dân A-hi quá ít. Vậy có khoảng 3.000 người đi lên đó, nhưng họ đã chạy trốn người A-hi. Người A-hi giết khoảng 36 người, rượt đuổi họ từ cổng thành cho đến Sê-ba-rim và đánh bại lúc họ chạy xuống dốc. Lòng dân chúng tan ra như nước. Giô-sê xé áo mình và cùng với các trưởng lão Israel sắp mặt xuống đất trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối và rải bụi đất lên đầu mình. Giô-sê nói: ôi Chúa Giê-hô-va, sao Ngài đem dân này qua sông Giô-đanh rồi lại phó chúng con vào tay người A-mô-rít mà tiêu diệt đi? Ôi, giá như chúng con quyết định ở lại bên kia sông Giô-đanh thì còn hơn. Không, than ôi, lạy Chúa, con biết nói làm sao khi Israel quay lưng chạy trốn trước kẻ thù mình. Dân Canaan và tất cả cư dân xứ ấy, xứ này sẽ nghe điều đó, bao vây chúng con và diệt danh tiếng chúng con khỏi đất. Lúc ấy Chúa sẽ làm sao cho danh lớn của Ngài. Xin mời quý ông bà anh chị em lắng lòng nghe lời của Chúa. Và xin trân trọng kính chào tất cả quý ông bà anh chị em ở trong tình yêu của Chúa, và tất cả ông bà anh chị em ở trên online đang theo dõi chương trình nhóm lại thờ phượng của Hội Thánh Tin Lành Baptist Vườn Nho Arizona. Cảm ơn Chúa. Ở trong sự thờ phượng sáng hôm nay, tôi rất là vui mừng bởi vì chúng ta bước đi bởi đức tin, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã hướng dẫn chúng ta ở trong sự thờ phượng Chúa. Phước hạnh cho đến nỗi rằng khi chúng ta vâng theo lời Đức Thánh Linh của Chúa cảm động chúng ta ở trong sự thờ phượng đó, thì có những phép lạ xảy ra. Cảm ơn Chúa. Tôi rất là vui vì vợ tôi được chữa lành sáng hôm nay ở trong sự thờ phượng và sự hiện diện của Chúa. Cho nên quý vị, khi mà chúng ta nghe sự hướng dẫn của Chúa chúng ta ở trong sự thờ phượng, Chúa nói về sự chữa lành, thì chúng ta hãy giơ tay lên giống như cái điều mà vợ tôi vừa nói đó. Đó cũng cho con nữa, Mặc dù người hướng dẫn cầu nguyện cho hai người khác, nhưng mà có chúng ta trong đó. Đức Chúa Trời chúng ta đang hiện diện mà. Cho nên chúng ta hãy đòi cái quyền lợi của mình khi mà mình ở trong sự hiện diện của Chúa. Giống như bài học mà chúng ta vừa mới học cách đây 2 tuần đó, cái quyền lợi của chúng ta, cái uy quyền Chúa cho chúng ta, đó là cái quyền lợi hãy đón nhận, hãy nhận lãnh cho mình, hãy cho mình. Ngày hôm qua thì ở trong cái chương trình cầu nguyện ở tại Washington, Hoa Thịnh Đốn, Washington DC đó, thì có hơn 10.000 người đã tập trung về, còn nhiều hơn nữa. Và tôi coi cái view, cái số lượt view ở trên cái chương trình cầu nguyện đó có trên 4 triệu người xem rồi quý vị. Trong vòng 1 ngày, 1 đêm, 4 triệu người xem. Cảm động vô cùng. Tôi và vợ tôi lúc đó thì chúng tôi xem với nhau mà chúng tôi không có cùng ngồi xem. Vợ tôi thì nàng ở trong cái chỗ riêng, tôi thì trong cái phòng làm việc. Và chúng tôi hồi hỏi ra mới biết là hai đứa tôi khóc cùng một lúc. Vì thấy Chúa thương nước Mỹ quá. Chúa mà huýt gọi, Chúa mà phớt cờ xí lên á, cái cờ xí của Ngài mà dương lên á, thì sao tự nhiên người Mỹ kính sợ Chúa đâu gì quá à? Tập trung về quá chừng chừng, cầu nguyện mà họ vui mừng, Và tôi rất là cảm ơn Chúa vì mục sư Franklin Graham đã tổ chức cái chương trình này và chuẩn bị rất là chu đáo cho rất là nhiều những người được ơn đến ở trong chương trình
cùng với nhau cầu nguyện, các hệ phái hiệp lại với nhau cầu nguyện. Và có một diễn giả, có một người lên cầu nguyện mới nói rằng: tôi chờ cái điều này từ lâu lắm rồi, Chúa nói với tôi rằng sẽ có cái chương trình này từ lâu lắm rồi. Và xin thưa với lại quý vị rằng từ đây cho đến những ngày sắp tới này đó, chúng ta tin rằng nước Mỹ sẽ có nhiều cái buổi cầu nguyện như vậy, và nước Mỹ sẽ thật sự thức tỉnh trong những ngày khó khăn sắp tới này. Những ngày khó khăn mà chúng ta đang trải qua thì chúng ta sẽ vượt qua, và bởi sự khó khăn đó mà nước Mỹ sẽ được phấn hưng, nước Mỹ sẽ được thức tỉnh, trong đó có hội thánh vườn nho của chúng ta nữa, có tín hữu của hội thánh ở đây và các hội thánh ở tại Arizona nói riêng. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Thưa quý vị, chúng ta vừa mới đọc ở trong phân đoạn Kinh Thánh về cái câu chuyện dân Israel bị thất bại trước thành Ai. Đây là một cái câu chuyện buồn, thưa quý vị, câu chuyện buồn buồn lắm, là bởi vì người Israel khi mà họ tiến vào Jericho, xứ Canaan, thì thành Jericho là một cái thành mà tôi đã chia sẻ cho quý vị đó, là một cái thành kiên cố vô cùng, mà nó đã bị thất trận, bị sụp đổ mà không có cần tốn một viên đạn nào. Ý tôi nói là không có cần phải sức gì, chỉ dân sự Chúa đi vòng quanh thành 7 lần và ngày thứ 7 thì đi 7 lần như vậy là không có sụp đổ. Các dân ở trong xứ Canaan họ run sợ, họ khiếp sợ, bởi vì cái tin này lan ra, lòng của các dân ở trong xứ đó họ tan ra như nước. Rồi bây giờ cái thành Ai này đó, trong cái trận chiến thành Ai này đó, thì dân Israel lại bị thua, thì lòng của dân sự bây giờ bị tan ra như nước, chứ không phải là dân ở trong cái xứ Canaan đó nữa. Cho nên chúng ta đọc tiếp ở cái phần hạ văn, thượng văn, rồi chúng ta đọc với câu 6 trở đi của đoạn 7 trong sách Giô-suê đó. Chúng ta thấy Giô-suê buồn lắm, dân sự cũng buồn đó, hạ lòng xuống mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Và phần hạ văn thì chúng ta hiểu được cái câu chuyện gì xảy ra. Cho nên là đó là nói về cái lòng tham của một con người tên là A-ken. Và Đức Chúa Trời đã không, phước hạnh của Chúa không thể ở cùng dân sự được, không thể phù hộ cho dân sự được, cái sự phước hạnh và cái sự thắng trận không tiếp tục với họ được, và cần phải giải quyết những cái vấn đề này. Và tôi dùng cái phân đoạn Kinh Thánh này sáng hôm nay để chỉ cho quý vị, hướng dẫn quý vị cái hướng mà dân sự Chúa phải giải quyết để mà tiếp tục chiến thắng. Trong lịch sử chiếm xứ Canaan á, thì dân Israel chỉ bị thất bại một lần duy nhất và không bao giờ lặp lại, đó là cái trận thành Ai này. Còn trước đó là Jericho, và sau đó là 31 vua thất bại hoàn toàn. Họ chỉ bị thua một lần với Ai, nhưng mà lần thứ hai, chúng ta muốn biết thêm câu chuyện đó, đọc trong đoạn 8 thì chúng ta thấy á, cái trận chiến này họ đã chiến thắng. Nói chung là họ thắng hoàn toàn. Cái chủ đề, cái bài học hôm nay đó, quý vị đọc á, thì quý vị sẽ thấy có cái gì đó nó sai sai. Giáo ông mục sư này hôm nay ổng đưa ra cái tựa đề này nó kỳ kỳ ha, bước đi bằng mắt, có đúng không quý vị? Không. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 7 đó thì ông Phaolô rằng tả anh em bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Nhưng mà sao hôm nay cái tựa đề này là bước đi bằng mắt, nó không có ổn à. Rồi chán ông coi, thấy cái chữ yêu chứ không phải cái chữ bậy mà là chữ yêu. Tôi vẫn còn bình thường thưa quý vị, nhưng hôm nay chúng ta sẽ qua cái chủ đề này, bước đi bằng mắt, là cái thất bại của Israel, thất bại của dân Israel, để cho chúng ta thấy rằng hội thánh ngày hôm nay á, nếu mà chúng ta bước đi bằng mắt á, chúng ta cũng sẽ thất bại y như họ. Và cái câu chuyện vừa rồi chúng ta đọc ở trong Giô-suê đoạn 7 nói về sự thất bại của Israel khi họ bước đi bằng mắt. Họ bước đi như thế nào? Có 3 điều mà chúng ta sẽ học sáng hôm nay. Đó, thứ nhất là bởi cái sự quan sát, và quan sát thì quan sát bằng mắt. Họ gửi trinh sát đi, rõ ràng là họ có gửi trinh sát đi phải không ? Họ gửi những thám tử đi, phải không ? Thám này là thám tử công á, chứ không phải thám tử tư đâu . Thám tử công á, họ đi cả rất là nhiều người á. Rồi họ đi, rồi họ trở về, họ nói gì? Chúng ta sẽ nghe họ nói cái gì. Rồi cái sự chủ quan của họ đã dẫn họ tới sự thất bại như thế nào? Bước đi bằng mắt. Điều thứ hai, chúng ta cũng có cái câu ngạn ngữ ở trong dân gian, đó là mắt thấy thì lòng không giấy. Ai là người có mắt thấy lòng giấy? Ngay đầu đoạn 7 có nói. Tôi sẽ giải thích cho quý vị trong bài học này, cho nên cẩn thận . Mắt thấy lòng giấy,
Bây giờ cái tội bây giờ với cái tội hồi xưa nó cũng giống nhau, nó không có khác nhau. Đó hồi xưa Israel mấy ngàn năm rồi, nhưng mà giờ cũng bây giờ nó cũng còn phổ biến ở trong tín hữu. Mà chúng ta nhớ rằng khi nói về Israel, những cái tội của Israel á, chúng ta nhớ nha, Israel bốn chữ, cái dân tuyển Israel á, là hội thánh ngày hôm nay, là cái hình ảnh đó đó. Những cái gì mà xảy ra cho dân tuyển Israel thì cái nghĩa bóng á, nói về hội thánh Chúa ngày hôm nay, những gì mà họ trải qua, họ phạm tội á, trong cái câu chuyện này đó, thì hôm nay cũng sẽ nói về hội thánh. Điều thứ ba chúng ta học ở đây đó là sửa lại. Sửa lại cái gì mà cái chủ đề chúng ta nó sai sai, thì cuối cùng chúng ta sẽ sửa lại cho nó đúng đúng. Sai sai là bước đi bằng mắt, nhưng mà cái chủ đề của chúng ta bước đi bằng mắt, nhưng mà cái bài học của chúng ta là bước đi bằng đầu gối, bằng đức tin. Và chúng ta sẽ thấy từ câu 6 trở đi á, tới câu 9 á, là cả dân sự, nhất là người lãnh đạo đã quỳ gối. Mà quỳ gối ở đây là quỳ gối để cầu nguyện với Đức Chúa Trời, để ăn năn với Ngài. Ôi, cái bài học này thật là phước hạnh buổi sáng hôm nay. Và tôi xin bắt đầu cái phần thứ nhất. Chúng ta trở lại với cái câu số 1 của Giô-suê đoạn 7. Xong, dân Israel có phạm một tội về vật đáng diệt, vì A-can, con trai của Cạc-mi, cháu của Sáp-đi, chắc của Sê-rách, về chi phái Giu-đa, có lấy vật đáng diệt, và cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phần phần lên cùng Israel. Thì nếu mà chúng ta hơi tò mò chút xíu để chúng ta coi cái vật đáng diệt ở đây là cái gì, thì chúng ta sẽ đọc ở dưới cái phần hạ văn đó. Thì chúng ta sẽ thấy ở trong câu 21, cái vật đáng diệt mà A-can đã lấy là gì. Ông trả lời khi mà ông bị phát hiện ra, thần của Chúa chỉ ra, tôi có thấy trong của cướp một cái áo choàng Simea tốt đẹp 200 siết lơ bạc và một nén vàng nặng 50 siết lơ. Tôi tham muốn các đó món đó và lấy nó. Kìa, các vật ấy đã giấu dưới đất giữa trại tôi, còn bạc thì ở dưới. Đây là cái tội của A-can nè quý vị, cái tội của A-can. Nhưng mà tôi thắc mắc, không biết là quý vị có thắc mắc không, khi chúng ta đọc trong câu 1, xong dân Israel có phạm một tội về vật đáng diệt. Ủa, cái này tội của A-can mà, nó đâu có liên quan gì tới Israel đâu. Nhưng mà câu kinh thánh đầu tiên cho chúng ta thấy cái vấn đề ở đây là Israel, ngươi đã phạm tội. Đây là câu trả lời cho chúng ta. Một nước phạm tội, một nước phạm tội, chúng ta nhớ rằng ở trong kinh thánh á, Đức Chúa Trời đó là Ngài ngự giữa trại quân. Và khi Ngài ngự giữa trại quân á, thì trại quân đó phải nên thánh. Chúng ta nhớ cái chỗ này nha. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 15 câu 15 nói cái câu chuyện đó đó. Đức Chúa Trời ở giữa trại quân thì cái trại quân đó phải nên thánh. Mà trên thế giới này chưa có một cái quốc gia nào, một cái dân tộc nào mà có Đức Chúa Trời ở ngự giữa từ ngàn xưa giống như Israel. Cho nên Israel trở thành một tuyển dân của Đức Chúa Trời, cho nên Ngài cho họ những cái luật pháp rất là khắt khe và họ không được phạm tội. Với một cái hệ thống tế lễ mà chúng ta đọc trong Cựu Ước chúng ta mệt luôn á, mệt lắm, bởi vì phải dâng nhiều cái của tế lễ để được thánh sạch, để được tha tội, bởi vì họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Và bây giờ cái chỗ này nè, Đức Chúa Trời không cho phép họ làm sai với luật lệ. Khi mà họ chiếm thành Jericho á, thì Chúa nói rằng phải diệt hết. Nhưng mà khi chiếm thành Ai á, thì Chúa dặn á, là phải để chừa ra các vật, chứ không diệt hết mà chừa ra. Nhưng mà những cái vật đó đó là thuộc về Đức Chúa Trời. Nhớ nghe, khi mà Chúa dặn á, là cái này thuộc về ta thì là của ta. Nhớ, chút nữa chúng ta xem á, ông A-can á, ông nói, ủa tôi thấy trong củ cướp mà. Ông đổi lại, giống như con rắn nó đổi lại cái mạng lệnh của Chúa với Adam vậy va. Chúa nói rằng nếu một người ăn là chết. Thì nó đổi lại một chút xíu, nó nói rằng, ủa hà, Chúa có phán vậy hả? Quý vị thấy không, nó cũng tương đương. Bây giờ ông này ông đổi lại chút xíu, ông nói là trong các của cướp. Nhưng mà Chúa nói rằng đây không phải là của cướp mà là của ta. Đây, đây cái chỗ này nè. Cho nên khi mà A-can đã vi phạm đó, một người trong dân sự vi phạm, cả dân tộc đã bị đổ xả. Bây giờ chúng ta ứng dụng cái bài học này cho hội thánh ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta xem ở trong Cô-rinh nhất đoạn 12 câu 16-26 là Chúa dạy chúng ta về điều gì qua cái bài học này. Lại trong các chi thể có một cái nào chịu đau đớn thì cái khác đều cùng chịu. Thế là hội thánh nha. Và khi một cái nào được tôn trọng thì cái khác đều cùng vui mừng. Ở đây nó đến hội thánh thôi quý vị. Cho nên hội thánh á, chúng ta phải có trách nhiệm để gây dựng nhau. Hội thánh không phải là một cái chỗ câu lạc bộ đến để ăn,
để vui. Dĩ nhiên đó là cái sự thông công trên chiều ngang chúng ta sẽ có. Đức Chúa Trời sẽ ban cho cái trái của sự vui mừng, nó sẽ lộ ra khi chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng khi mà một hội thánh mà vào cái nơi thờ phượng Đức Chúa Trời mà không có sự chân thật, có sự hài lòng, không có sự kính sợ Đức Chúa Trời thì đó không phải là hội thánh nữa. Cho nên cái bài học này nhắc cho chúng ta nhớ rằng bị một cái tội lỗi của Acan đó mà cả Israel bị tiêu diệt, bị thương, bị, không phải bị tiêu diệt mà là bị thất bại trong cái trận Ai, thì hội thánh ngày hôm nay chúng ta cũng được nhắc rằng mỗi chúng ta đều là chi thể ở trong thân thể Đức Christ, không có một cái nào yếu hết á. Nếu mà cái nào yếu đó thì chúng ta phải tập trung cho cái đó để gây dựng cái đó mạnh lên. Đó là mục đích của hội thánh ngày hôm nay. Và xin quý vị nhớ mỗi bài học của chúng ta trong cái chủ đề rằng dọn đường để Chúa phấn hưng của năm nay, là chúng ta phải làm sao để Chúa phấn hưng hội thánh của Chúa bằng cách mỗi đời sống chúng ta phải được nên thánh, phải được gây dựng, phải công bình, phải thánh khiết, phải kính sợ Đức Chúa Trời và là một thánh đồ thật sự, không có phải là một tín hữu hữu danh vô thực, nhưng mà chúng ta phải là một tín hữu, một con của Chúa trung tín và kính sợ Chúa. Đó là cái mục đích mà chúng ta học cái bài học này hôm nay. Một người như Acan mà cả Israel bị tuyệt diệt, thì hãy nhớ rằng trong hội thánh của chúng ta gây dựng làm sao để mỗi tín hữu trở nên một chiến sĩ của Chúa, trở nên tốt. Nếu một tín hữu đã bị thất bại, chúng ta đau buồn lắm, chúng ta phải cầu nguyện cho tín hữu đó, chúng ta gây dựng tín hữu đó. Đó là mục đích của người thánh Chúa đó quý vị, chứ không phải mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy chết. Cho nên chúng ta được nhắc lại cái mục đích của hội thánh buổi sáng hôm nay qua bài học này. Câu hỏi là quý vị có muốn góp phần làm trong sạch hội thánh Chúa không? Nhớ cái chữ trong sạch nha quý vị. Quý vị đến hội thánh nào tôi không biết, nhưng đến hội thánh Vườn Nho ở đây, thưa quý vị, hãy làm cho trong sạch hội thánh. Đến nỗi những tội nhân vào họ chịu không nổi, tôi phải làm sao để được cứu? Quý vị ơi, hãy cầu nguyện Chúa. Quý vị tưởng tượng đi, một ngày kia có người nào đó vô chưa nghe giảng đâu, nghe quý vị hát thời vượng Chúa thôi, tôi phải làm sao để được cứu? Nó sự cáo trách của Chúa như vậy đó, thánh khiết là như vậy đó, chứ không phải vô rồi thôi đi về. Cũng thấy cũng này giống có hát giả là Thúy Nga Paris Ban Nai thôi, thôi đợi cho tôi nghe tụi nó sướng hơn nữa thôi, phải không ạ? Nhưng quý vị làm sao không có cần so sánh, nhưng mà khi họ vào chịu không nổi, sao kỳ quá vậy nè, sao tôi bình thường tôi vui lắm mà tôi cái đời sống tôi nó tích cực, nó vui vẻ lắm, sao vô đây tôi cảm thấy cái gì tôi khó chịu, tôi thấy cái con người tôi nó bất rứt rồi. Tôi thấy ví dụ nha, nói xạo với vợ, lừa đảo bạn bè, chịu không nổi, bây giờ tôi làm sao mới được cứu đây? Đó là mục đích của hội thánh thưa quý vị. Rồi tất cả mọi người đến đây đều là người tốt, được thay đổi, bước vào là người sống, nhưng mà ra khỏi hội thánh là người tốt. Cảm ơn Chúa. Quý vị có muốn góp phần làm trong sạch hội thánh không? Có. Tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị để quý vị sẽ là cái người góp phần làm trong sạch hội thánh. Chúng ta không chấp nhận tội lỗi và sự giả dối trong hội thánh của Chúa. Như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ phấn hưng hội thánh của Ngài. Bằng cách nào thì chúng ta sẽ cầu nguyện để Chúa dẫn dắt chúng ta. Điều thứ hai chúng ta học trong cái phần thứ nhất, cái sự quan sát và chủ quan đó, cái sự quan sát của các thám tử ở đây đó, và chúng ta đọc lại cái phần đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa nghe hồi nãy đó. Ông Giô-suê ông đề nghị, ông ra lệnh cho những thám tử đi do thám, và sau khi họ trở về trong câu 3 họ trả lời đoạn trở về cùng Giô-suê mà rằng lấy làm vô ích đem cả dân sự lên đó, nhưng hãy cho chừng vài 3.000 người đi lên đó mà đánh thành A-hi, chớ làm cho mình nhọc và dân chúng và cả dân chúng đi đó, vì người A-hi ít quá. Vậy có chừng 3.000 người đi lên đó, nhưng họ chạy trốn trước mặt người A-hi. 3.000 người chạy trốn rồi, vì người A-hi giết chừng 36 người rượt theo từ cửa thành cho đến Sê-ba-rim và đánh họ lúc đi xuống dốc, lòng dân sự bèn tan ra như nước. Đọc tới đây cũng thấy buồn chứ ha, thấy đau đớn giùm cho họ. Nhưng mà rõ ràng ở đây chúng ta thấy cái vấn đề đó là họ quá chủ quan quý vị. Họ đã chiến thắng Jericho rồi, họ nghĩ rằng ý Chúa là cho chúng ta đi đánh tiếp, cho nên là 3.000 người thôi, nghe cũng có lý, tất cả đều thấy có lý hết. Chúng ta bị chủ quan từ cái chỗ đó, ông Giô-suê và dân sự Chúa bị chủ quan từ cái chỗ đó. Nhưng mà cái điều chúng ta học ở đây nữa là các thám tử không nói gì về Đức Chúa Trời. Cái quan trọng là họ đi về chẳng nói gì về Chúa ở đây đó. Họ nói rằng bây giờ cứ đi lên, quá tự tin đi. Rồi họ chủ quan. Bởi vì họ bắt đầu đi bằng mắt.
họ đi bằng mắt, họ thấy đâu có sao đâu, thành Ahi nó là cái thành nhỏ mà trên cao nữa, Jericho mà nó còn sập, cho nên thôi mình bán ngay người lên, nghe có lý lắm ha, nghe có lý lắm, nhưng mà hãy để dành lực lượng đi, ông Jose ông tin liền, nhưng mà họ không có biết rằng là họ đang diễn một cái vật đáng diệt mà cần phải trừ khử nó. Cả Jose, cả dân sự và Jose đang bước đi bằng mắt mà không bước đi bằng đức tin, nên ngày hôm nay chúng ta cẩn thận về điều đó thưa quý vị. Chúng ta cẩn thận về điều đó. Xin Chúa cho hội thánh của Chúa chúng ta bước đi bằng đức tin thưa quý vị. Và chúng ta không nhìn thấy rồi chúng ta phán đoán, chúng ta phán xét, chúng ta làm theo cái kinh nghiệm mà mình có. Chúng ta có sống bằng kinh nghiệm của mình không? Chúng ta có thích sống bằng kinh nghiệm của mình không? Nhưng mà hay là chúng ta muốn sống bằng cái sự trải nghiệm tươi mới của Chúa mỗi ngày. Tôi thích chúng ta sống bằng cái kinh nghiệm mà Chúa cho mỗi ngày. Đi với Chúa như vậy nó mới vừa phiêu lưu mạo hiểm mà nó đưa chúng ta lên một cái mức độ cao hơn. Quý vị nhớ nha. Chứ không thôi là tôi thấy kinh nghiệm. Tôi thường thường tôi nói xong rồi thì tôi dừng lại. Mình bị hớ là khi mình nghe người ta kể một cái câu chuyện đó, thì mình nói trong quá khứ tôi cũng được như vậy. Cái đó nó làm cho mình dễ chủ quan quý vị. Thay vì vậy thì trong hiện tại và tương lai đó, mình có tiếp tục được như vậy hay không? Hay là trong quá khứ mình đã được rồi? Cho nên chúng ta đừng chủ quan. Hãy bước đi bằng đức tin, không phải bằng kinh nghiệm của chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ cho thêm chúng ta những kinh nghiệm. Điều thứ hai chúng ta học ở đây đó là mắt thấy thì lòng giấy. Chúng ta trở lại với Giô-suê đoạn 7 từ câu 19. Chúng ta thấy ở đây thì tôi cũng đã vừa đọc cho quý vị là cái lý do tại sao mà Ma-can ông là cái người mà đã giấu những cái gì, cái áo 200 simia và những cái áo đẹp ông thấy ông giấu. Ở trong câu 25 thì Giô-suê nói sao ngươi có khuấy rối chúng ta, Đức Giê-hô-va chắc sẽ khuấy rối ngươi ngày nay. Rồi cả Israel ném đá người, họ thiêu các người ấy trong lửa và lấy đá lắp chúng nó lại. Đây cũng là một câu chuyện buồn. Chúng ta thấy A-can đã và cùng một số người trong gia đình, dĩ nhiên là những người trong gia đình của ông cũng tiếp tay để mà giấu, để mà đào lỗ chôn những cái của cải đó quý vị. Điều thứ nhất chúng ta học ở đây đó, mắt thấy thì lòng dễ. A-can đã nhìn những chiến lợi phẩm lần thứ hai. Và khi tôi nghiên cứu ở đây đó, tôi tìm được ở một cái lời của ông Warren W. Willsby, là một nhà giải kinh. Thì ông có nói về cái điều này, cái bài học này rất là hay. Nó cũng giống như cái việc ông mới nói đây vậy. Cái câu chuyện này đó là cái con mắt của ông A-can á, là ông thấy những cái đồ đó tốt. Và lúc ông đánh trận ông thấy á, lần thứ nhất ông thấy á, ông bỏ qua, tại vì ông lo đánh mà. Nhưng mà không biết trong tâm trí, cái chiến trường tâm trí của ông nó bắt đầu nó khuấy động như thế nào á, ma quỷ nó nói như sao, tư dục của ông suối như sao đó. Ông nói ông lấy ổn quá ta, cũng sẽ thiêu đốt thôi lý luận á, bắt đầu lý luận đó thôi, cái đó cũng bỏ hết trơn, thôi vô kho tàng của Chúa thôi, mình lấy đâu có sao đâu, phải không ạ? Và cái nan đề là cái chỗ này, cái vấn đề là chỗ này. Lần thứ nhất thì không sao, nhưng mà tới lần thứ hai á, nó bắt đầu có chuyện. Ông trở lại, ông thấy thêm lần nữa, thấy lần thứ nhất không có tội gì hết trơn, quý vị. Đây, ông mục sư Warren Wisby ông nói điều này. Mới liếc nhìn người phụ nữ, có lẽ người đàn ông tự nhủ cô ấy thật hấp dẫn, xin mời quý bà nhắm mắt lại, đóng lỗ tai lại. Tôi hỏi mấy anh quý ông có vậy không? Có thì dĩ nhiên rồi, Chúa tạo dựng nên người nam người nữ mà, phải không ạ? Rồi thì người nữ thì cũng thấy người nam, người nam cũng thấy người nữ, rồi thì cái gì nó cũng đẹp thì nó là đẹp thôi, nói chung là nó đẹp là thứ nhất nha. Cô ấy thật hấp dẫn, nhưng cái gì, cái nhìn thứ hai mới khơi dậy những tư tưởng xấu xa, dẫn đến tội lỗi. Tôi nhớ cái câu này thưa quý vị. Rồi, cái bài học của chúng ta nhớ ông Joseph không? Vợ của Potiphar đối với Joseph hàng ngày đó, trong câu 10 của Sáng Thế Ký của ông chính, tôi đọc cho quý vị đây luôn. Thường ngày người dỗ dành mặc dầu, thì Joseph chẳng khứ nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. Đây, thường ngày luôn nha quý vị, chứ không phải là một lần. Nhưng mà cái quan trọng á, là Joseph không có nhìn lần thứ hai, mặc dù cái điều đó nó đến. Còn cái này là ông A-can ông tự nợ thân á, ông đến á, ông trở lại với cái đống đồ đó đó, rồi ông lấy, ông thấy rồi ông lấy luôn. Nó cái câu chuyện nó còn tệ hơn nữa.
À, trước đó là Joseph thì đã thắng rồi. Ở đây tôi muốn nói quý vị đó, tất cả những cái gì mà nó xảy ra là thứ nhất chúng ta phải cẩn thận. Nó lướt qua mắt chúng ta. Về nhà cửa, có những người ở Việt Nam tôi cũng nói vui. Số anh em hồi xưa là mạnh mẽ lắm. Đi ngang cái nhà lậu thì là cao. Ủa con cầm bố nó chạy chui xuống cái nhà đó là của con. Tôi nói ủa vậy hả, thiệt không? Sao mà anh cầu nguyện vậy, ngộ vậy? Nó là của tôi đó. Tôi bởi đức tin tôi cầu nguyện nó là của tôi. Vậy anh có cái nhà đó thì anh phải làm sao? Thì tôi để làm điểm nhóm. Nó nghe nó rất là công bình và công chính, và nó có lý, quý vị thấy không? Nhưng mà xét lại cho cùng á, thì cái đó là đâu phải của mình, nhưng mình công bố của mình. Dĩ nhiên mình cầu nguyện có nhiều cách để mình cầu nguyện để Chúa cho mình, thưa quý vị. Nhưng cái đó là cái lòng ước muốn nó không có đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta đi qua đó chúng ta nói, ôi cái xe đó, nó 50-60 ngàn đô la. Cái đó là của con, công bố trong danh Chúa nó là của con á. Nó khác với lại cái điều chúng ta cầu nguyện. Thành ra cái gì mà nó đặt vô mắt chúng ta để khiến chúng ta cầu nguyện theo cái cách đó đó, thì coi chừng xét lại. Bởi vì nó sẽ dẫn chúng ta đi đến một cái hành động nào đó để chúng ta được cái tài sản đó. Nó nguy hiểm lắm á. Ở đây đó, chúng ta nhớ đến cái câu chuyện này rồi. Có cái câu chuyện ông Lót cũng vậy. Hai cậu cháu, ông Abraham và ông Lót, hai người đều giàu có hết. Cái số súc vật nó đã nhiều quá rồi thì bắt buộc hai người phải chia, phải đi về hướng khác. Chứ không phải mà ở chung nữa, bởi vì không đủ để mà chia nhau. À, cái đồng cỏ cho các súc vật. Thì ông Lót ông mới nhướng mắt lên đó, ông Abraham ông nhường cho đó. Ông nhớ là cái chữ nhướng mắt lên đó, nhìn đó, và nhìn thấy những cái cánh đồng thiệt là bạt ngàn, thiệt là đẹp. Ông không hề cầu nguyện với Chúa để mà chọn. Rồi khi mà ông nói gì Đức Chúa Trời, giúp câu hồi nãy của mình học đó, dân sự Chúa, những cái thám tử đi do thám vậy chẳng có nói gì với Chúa chứ. Đó là đi được á, mình thấy cái xứ này, cái đám dân này nó ít lắm, mình đem lên 3 ngàn người mình đánh cũng dẹp tan tụi nó. Họ không có nói gì Chúa, nó cũng chẳng có nói gì Chúa hết. Nó tiếp nhận cái đồng cỏ đó, thấy cái gì tốt là nhận. Thấy à, rồi cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ông chọn cái chỗ mà Sodom và Gomorrah, quý vị. Cuối cùng thì Sodom và Gomorrah đã bị hủy diệt bởi cái nhìn của ông. Cho nên ở đây hỡi tất cả chúng ta, không phải những người đàn ông, nãy mới nói người đàn ông rồi, vì tất cả chúng ta nè, tất cả chúng ta hãy cẩn thận với những cái gì mà chúng ta thấy thường ngày. Bởi vì nó đến một lần đó thì nó lướt qua, bởi vì nó có quyền nó đến. Nhưng mà khi mà nó đến lần thứ hai mà nó nằm trong tâm trí của chúng ta đó, chúng ta phải cẩn thận để chúng ta có thể hành động dễ bị lôi kéo theo. Và chúng ta sẽ học cái bài học như là các thánh tử ở đây. Chúng ta đi cái câu kinh thánh trong Giăng Nhất đoạn 2 câu 15-16 cũng nói: chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của sắc tịch, mê tham của mắt. Quý vị thấy không? 4 chữ: mê tham của mắt. Kinh Thánh ở đây nói về chữ mê tham của mắt. Cho nên cái gì mà chúng ta thấy mà chúng ta mê á, chúng ta thấy một lần á, rất là thích. Nhưng mà để là nó nằm trong tâm trí của chúng ta, xin Chúa, chúng ta hỏi Chúa, chúng ta nói về Đức Chúa Trời, chúng ta nói với Chúa đi, cái gì đây Chúa? Chúa chỉ cho con như thế nào trong cái việc này, vân vân. Mọi quyết định của chúng ta, chứ đừng có yên lặng như là các thám tử mà quên nhắc Đức Chúa Trời ở trong cái câu chuyện của mình, trong cái sự do thám, trong cái sự quan sát của mình. Rồi chúng ta cẩn thận cái sự mê tham của mắt ở đây, và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Tôi nhớ đến câu chuyện của một sư Châu Dân Ghi, khi mà ông cầu nguyện Chúa để truyền giảng ở bên Nhật á, và muốn có một cái đài phát thanh á, thì ông cầu nguyện với Chúa xong rồi, ông cũng để ý cái điều đó, ông chỉ khao khát là làm cái đài phát thanh giảng Tin Lành cho người Nhật. Và khi ông đi sang Mỹ khoảng thập niên 80 á, thì ông cũng tính là đi kêu gọi mọi người quyên góp để làm cái đài phát thanh đó. Và cuối cùng á, quý vị biết rằng khi mà ông một ngày kia sau khi cái hội nghị không, ông trở về cái khách sạn của mình, thì ông nhận được một cú điện thoại. Cái người thương gia này nói với ông Châu Dương Ghi đó, nói rằng: mục sư, tôi không biết như thế nào nhưng mà Chúa đặt trong lòng của tôi một cái sự cảm động để gọi cho mục sư, và tôi muốn dâng 500.000 đô cho cái mục vụ của mục sư. Mục sư Châu Dương Ghi không hề kêu gọi, chưa kêu gọi gì hết. Và quý vị, cái lòng mơ ước của cái người tôi tới của Chúa ở đây đó, đó là muốn xây dựng cái cơ đồ cho công việc của Chúa, chứ không phải ông đi ngang qua một cái đài phát thanh nào đó của thế gian rồi ông nói rằng: con công bố trong danh Chúa Giêsu, cái này của con, nó thuộc về con trong những ngày sắp tới này. Nhưng mà ông đi ngang qua, họ có
Chúa cũng có nữa, con ước ao điều đó. Xin Chúa cho ông cầu nguyện như vậy. Ông nói ra, chưa kịp nói ra thì có một người mà quý vị biết trong cái thập niên 80 mà 500 ngàn đô la nó nhiều lắm, 500 ngàn, và ông đã xây dựng được một cái hệ thống đài phát thanh để mà giảng Tin Lành ở bên Nhật đó quý vị. Thì đó là cái lòng mơ ước của một người, những gì mình thấy nhưng mà nói kết nối với Đức Chúa Trời, hỏi Đức Chúa Trời, nhắc Đức Chúa Trời ở trong cái chuyện việc đó. Còn nếu mà chúng ta không có nhắc nó là coi chừng lại. Vậy thứ hai là coi chừng những gì chúng ta thấy. Lần thứ hai, lần thứ nhất thì nó phải đến thôi, nó phải xảy ra trong con mắt chúng ta. Nhưng lần thứ hai rất là nguy hiểm. Coi chừng chúng ta sẽ rơi vào cái sự mê tham của mắt, hay là nói cách khác là của A Can, cái tội của A Can. Mắt thấy thì lòng giấy. Điều thứ hai chúng ta học ở đây đó là cái sự viện lẽ của A Can. Thì tôi không nói nhiều trong cái phần này, nhưng mà hồi nãy trong câu 21 á, thì A Can đã đổi cái chữ tài sản của Đức Chúa Trời. Thì bây giờ ông nói rằng nó là chỉ là những cái thứ trong cái của cướp thôi mà. Tôi đọc lại cho quý vị. Tôi thấy trong của cướp có một cái áo choàng Sine tốt đẹp. Nhưng mà Chúa nói rằng cái này nó thuộc về Chúa rồi, thì nó đâu phải là của cướp nữa. Nhưng mà ông đổi, ông đổi cái mục đích, đổi cái lời dạy của Chúa. Cho nên chúng ta thường có khuynh hướng lý luận với những điều Chúa cấm, hay là cố tình làm cho những điều răn của Chúa nhẹ đi. Chúng ta nhớ rằng Satan đó, nó là thầy của kẻ nói dối, nó là thầy của cái sự bóp méo lời của Đức Chúa Trời. Nên cái gì mà lời Chúa phán thì Ngài không có thay đổi đâu quý vị. Quý vị nhớ sự viện cớ hay viện lẽ như A Can có làm thỏa mãn sự mãn trọn vẹn nhu cầu trong đời sống của chúng ta không? Trong Galati đoạn 5 câu 17 chúng ta nhớ đó, là lời của Chúa nói rằng Thánh Linh và xác thịt thì trái nghịch nhau, cho nên chúng ta không có làm được gì hết trơn. Chúng ta muốn mà chúng ta không làm được, bởi vì Chúa còn yêu chúng ta đó. Chúng ta mà đi ra khỏi Thánh Linh Chúa là muốn làm gì làm rồi, chúng ta không bao giờ được trọn vẹn và thỏa mãn đâu quý vị. Chúng ta nghĩ là chúng ta đã thỏa mãn và sung sướng rồi, nhưng mà nó cũng qua à, nó cũng mất đi à. Cho nên câu hỏi mà tôi đặt cho quý vị ở đây đó là sự viện cớ hay là viện lẽ của chúng ta đó, như A Can, có làm thỏa mãn trọn vẹn nhu cầu trong đời sống của mình không? Nếu mà chúng ta đòi cái gì đó mà ra khỏi ước muốn và lời răn dạy của Chúa đó, thì cái đó nó có, chúng ta có hưởng thụ nó trọn vẹn không? Chắc chắn là không rồi đó. Nếu mà chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta mới có cái sự thỏa mãn sung sướng và trọn vẹn quý vị. Rồi cái điều cuối cùng mà tôi khích lệ quý vị ở trong lời của Chúa đó là bước đi bằng đầu gối. Ở đây chúng ta đọc từ câu số 6, chúng ta thấy tội nghiệp Giô-suê, thấy thương không? Giô-suê bèn xé áo mình, rồi người và các trưởng lão Israel sắp mặt xuống đất trước hòm của Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối và vái bụi đất trên đầu mình. Giô-suê nói: "Ôi Chúa Giê-hô-va, sao Ngài đem dân này qua sông Giô-đanh đặng phó chúng tôi vào tay dân A-mô-rít làm cho diệt đi? Ôi chớ chi chúng tôi chọn phần ở lại bên kia sông Giô-đanh. Than ôi hỡi Chúa, sau khi Israel đã xây lưng trước mặt kẻ thù nghịch mình, tôi có nói làm sao dân Canaan và cả dân xứ này sẽ hay điều đó, sẽ vây chúng nó và diệt danh chúng, sẽ vây chúng tôi và diệt danh chúng tôi khỏi đất, rồi Chúa sẽ làm sao cho danh lớn của Chúa?" Tấm lòng cứu mang của một người lãnh đạo đau buồn khi mà thấy dân sự Chúa bị thất bại, ông không hiểu chuyện gì xảy ra. Và nếu chúng ta đọc cái câu kế tiếp của sau đó đó, thì chúng ta đọc ở trong câu 10 đó, thì bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: "Hãy đứng dậy, sao ngươi sắp mặt xuống đất như vậy?" Ở đây thì Chúa gọi Giô-suê phải đứng dậy. Nhưng mà ở đây chúng ta dừng lại ở ngay cái câu 9 để chúng ta thấy rằng ông Giô-suê đã hạ lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Mặc dù ông có một cái chút chủ quan đó, ông đã góp phần làm cho 36 cái chiến sĩ Israel đã bị hy sinh, đã gọi là tử trận ở trong cái trận đối diện cùng quân thành Ai. Nhưng mà Giô-suê đã làm một cái điều mà chúng ta học được ở đây, đó là ông đã hạ mình xuống, rồi ông cùng các trưởng lão Israel sắp mặt xuống đất trước hòm của Đức Chúa Giê-hô-va cho đến chiều tối và vải bụi đất trên đầu của mình. Khi mà có nan đề xảy ra đó quý vị, điều đầu tiên quý vị làm là cái gì? Chúng ta học ở đây nè, hãy quỳ gối xuống cầu nguyện với Đức Chúa Trời chúng ta. Tôi bảo đảm với quý vị là quý vị sẽ có câu trả lời. Khi quý vị thất bại, bao nhiêu thành công của chúng ta trong quá khứ, hào quang của chúng ta, chúng ta làm được bao nhiêu điều trong quá khứ, nhưng ngay cái lúc đó đó,
khi chúng ta thất bại đó, quỳ xuống. Thứ nhất, chúng ta đừng có đi theo cái kinh nghiệm của mình. Ôi, xưa mình làm được, mình vượt qua được. Rồi quý vị cũng thất bại cho coi. Chúng ta hãy làm một điều đó là quỳ xuống. Như là ông Joshua, mà ông Joshua ông đã học được cái di sản của ông Moses. Moses và Aaron sắp mình xuống. Mỗi lần mà dân sự họ có nhiều chuyện, mỗi lần mà có những cái nan đề xảy ra thì họ quỳ gối xuống. Quý vị có học cái điều đó không? Quý vị có quỳ gối xuống không? Hãy quỳ gối xuống khi chúng ta đối diện với nan đề. Chứ đừng có học cái tính anh hùng của dân tộc đó là ngẩng cao đầu và chiến thắng thôi, biến sỏi đá cũng thành cơm, rồi đủ thứ chúng ta tự ca ngợi mình thôi. Quý vị ơi, quý vị có biến 1000 năm thì nó cũng thành sỏi chứ không thành cơm nổi đâu quý vị. Hãy hạ mình xuống, mà Chúa Giêsu là giải pháp cho nan đề của chúng ta. Hạ lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời, và đây là cái bài học của chúng ta. Đó là bước đi bằng đầu gối, chứ không phải bước đi bằng mắt. Ông Giô-sê ông đã sửa sai rồi. Sửa sai là chúng con bước đi bằng mắt hởm giờ. Bây giờ chúng con bước đi bằng đầu gối, nhắm mắt lại và quỳ xuống cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đó là bước đi bằng đầu gối. Đó là bước đi bằng đức tin đó quý vị. Cho nên tôi cũng sửa sai giống Giô-sê luôn. Nãy tôi đặt cái tựa đề là bước đi bằng mắt. Quý vị nói ông này đặt tựa đề sai bét. Bây giờ thì đây, tựa đề này nó đúng lại rồi đó. Bước đi bằng đức tin. Anh nói cách khác là bước đi bằng đầu gối đó. Bằng đầu gối ha. Rồi, điều thứ hai trước khi chúng ta chấm dứt ở đây đó là gì? Chúng ta hãy cẩn thận với vật đáng gì. Ở trong cái bản dịch mới năm 2011 của sư Đặng Ngọc Báu đó, thì vật đáng gì ở đây là vật bị cấm lấy. Nhớ nghe, vật đáng gì là vật bị cấm lấy. Nhớ nhiều lắm ạ. Mở Kinh Thánh ra là có nhiều cái điều cấm lắm ạ. Rồi, tôi sẽ nói cái điều đó kế tiếp. Ý nghĩa của A-can là gây rắc rối và phá rối. Những vật đáng diệt sẽ quấy rối chúng ta nếu chúng ta cất giấu nó ở trong đời sống của mình. Vậy nên hãy bắt những con trồn phá hại vườn nho ở trong Nhã Ca đoạn 2 câu 15. Đây có nhắc đến tên hỏi vườn nho đó, cho nên chúng ta thấy quý ha, hỏi thánh vườn nho. Chúng ta, bởi vậy trong đây tôi tìm hoài không thấy con trồn, không thấy con trồn, thấy con chiên không ạ. Cảm ơn Chúa, trong hội thánh chúng ta có nhiều chiên, không có trồn. Nhưng mà bây giờ chúng ta trở lại cái việc này đó. Lời của Chúa nói đó, chúng ta hãy suy nghĩ đi. Như vậy những cái vật đáng diệt đó là cái gì thưa quý vị? Những cái vật đáng diệt ngày hôm nay ở trong đời sống của chúng ta đó là cái gì? Đó là những cái giá trị văn hóa ngoại giáo của thế gian. Đó là những tư tưởng chống lại với Kinh Thánh. Những cái vật đáng diệt đó, nó nguy hiểm. Nó đang đe dọa cái nền giáo dục của nước Mỹ này. Và nó đang đe dọa những cái nền giáo dục cơ đốc của chúng ta. Với quá nhiều những cái gì của thế gian đem vô trong hội thánh của Chúa. Chúng ta cẩn thận với những cái điều đó. Đó là những cái vật đáng diệt đó quý vị. Những vật đáng diệt. Cẩn thận khi chúng ta đem những cái gì ở ngoài kia vô đây. Cẩn thận để mà giữ cái sự kính sợ Đức Chúa Trời. Những cái giá trị lời của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Chúa có cầu nguyện mỗi sáng là những cái gì mà nó chống lại với cái tư tưởng của Kinh Thánh đó, thì chúng ta, đó là những cái vật đáng diệt. Và phải loại nó ra khỏi hội thánh. Và chúng ta cầu nguyện cho nước Mỹ. Ngày hôm qua thì khi mà ông Franklin Graham cùng với một hội đồng trọng thể trong tinh thần của Joel đoạn 1 câu 13, 14 đó, thì họ có hiệp lại với ông Phó Tổng thống Mike Pence, và họ đã có cầu nguyện Chúa tha thiết cho cái nền đạo đức của Hoa Kỳ, và có nhấn mạnh đến nhiều về vấn đề chống phá thai, bảo vệ sự sống của con người. Và tôi nghĩ rằng đây là một sự thức tỉnh mà Đức Chúa Trời đang đem đến cho nước Mỹ. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta cẩn thận với vật đáng diệt. Ngày hôm nay chúng ta nói những cái vật đáng diệt là những cái đồ cúng tế, những cái thần tượng. Thì dĩ nhiên là đó, nó là vật đáng diệt. Những cái tranh ảnh sách báo không có đẹp, không có đúng với kính sợ Chúa, với đường lối kính sợ Chúa, vân vân. Những cái nhạc rap, nhạc rock mà nó chửi thề, chửi bậy, dĩ nhiên cái đó là không được rồi. Nhưng nó ngoài ra những cái điều đó đó, nó còn những cái mang những cái giá trị mà chống lại với lời của Đức Chúa Trời. Những cái gì mà dường như là điều ác đó, chúng ta loại nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Giống như là Joshua. Mà trong cái cuối đoạn Joshua đã làm điều gì, chúng ta nghe thì nó hơi giả mang á. Cho nên tôi muốn kết thúc bằng cái câu Kinh Thánh này để chúng ta nghe nó giả mang, nhưng mà nó không có làm cho chúng ta sợ nha. Chúng ta phải quyết liệt cái kiểu này. Chúng ta coi Joshua làm gì nè quý vị. Chúng ta trở lại nè. Lời của Chúa nói trong câu 25, Joshua nói: sao ngươi khuấy rối chúng ta? Đức Giê-hô-va chắc sẽ khuấy rối ngươi ngày nay. Rồi cả Israel ném đá người, họ thiêu các người ấy trong lửa và lấy đá lắp chúng nó lại. Nhìn ghê quá quý vị ha.
trong thời đại này mà nghe một dân tộc nào mà chơi kiểu đó là coi như là Liên Hiệp Quốc ra tay liền đó. Vì có đồng ý không? Nhưng mà chúng ta, tôi không kêu quý vị làm chuyện đó nha, cũng nói tôi không có kêu nha. Nhưng đối với tội lỗi á, chúng ta phải quyết liệt vậy đó. Cái đất đá, cái đống đá mà nó chất lên á, nó làm một cái bia, nó làm một cái hình ảnh mà suốt không bao giờ dân sự chưa quên. Hãy mà thấy cái đống đá đó đó là nhớ rằng cái vụ này vụ Akan, vụ cái ông khá khá này mà nó, ổng là cái người khuấy rối, tên của ổng là Akan, họ gì không biết, nhưng mà hả là cái kẻ khuấy rối nè. Ngày xưa dân Israel trong cái văn hóa của họ đã thường có những cái việc như vậy đó. Họ thường thường họ dựng lên cái cột mốc, một cái bia đá, rồi họ tưởng nhớ, họ giao ước kèo với nhau, thì đây là cái điều mà họ phải nhớ. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta có nhiều những cái bia đá đó không? Mỗi lần quý vị xử lý một chuyện xong, quý vị phải ghi xuống à, nhớ ngày đó con đã hơi dữ dội, nhưng mà ma quỷ nó xứng đáng để nhận cái sự dữ dội đó của chúng con, xử lý nó, amen. Dạ, thì câu hỏi cho chúng ta là, chúng ta gìn giữ hay bảo vệ đôi mắt mình bằng cách nào? Cẩn thận với đôi mắt của chúng ta. Vật đáng diện ngày nay theo bạn là gì? Tôi cũng đã vừa mới giải thích cho quý vị, có thể quý vị còn biết nhiều hơn, kinh nghiệm nhiều hơn. Nó có những cái định nghĩa cho chúng ta, mà mỗi chúng ta với Chúa, Chúa sẽ chỉ cho chúng ta. Hôm nay có những cái vật đáng diện nào ở trong gia đình con? À, không chỉ là vật chất mà còn tinh thần nữa. Dẹp nó đi, dựng đá nó lên, ném đá nó, thiêu nó, làm dữ dội cho tôi, quý vị hãy làm dữ dội lên. Giống như lời Chúa dạy chúng ta vậy đó ha. Bạn theo Chúa bằng những trải nghiệm với Chúa hay bằng kinh nghiệm riêng? Giờ tôi muốn nghe quý vị nói bằng trải nghiệm với Chúa hay là kinh nghiệm riêng? Trải nghiệm với Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên và cùng cầu nguyện với nhau.